rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị khán giả trong video của Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, ai sinh ra trong cuộc đời đều cũng sẽ là mang một số mệnh khác nhau. Trời sinh mỗi người một tính cách khác nhau, nhưng theo các chuyên gia về tử vi học, trong số 12 con giáp thì có 4 con giáp được đánh giá cao về sự nhanh nhạy trong kinh doanh và tính toán, kiểu gì sau này cũng giàu có thành công. Hơn nữa, tử vi học có nói chỉ cần thời cơ thích hợp sẽ là những con giáp may mắn thành công rực rỡ trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này. Hãy cùng Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là những con giáp nào sẽ mang lại may mắn trong kinh doanh trong 10 ngày cuối tháng 5 nhé. Trong số 12 con giáp thì có 4 con giáp sở hữu đầu óc kinh doanh nhạy bén, kiếm tiền giỏi nhất. Ở môi trường kinh doanh nào cũng có những sự nhạy bén và về tài chính, họ là những người thường suy tính kỹ càng trước khi quyết định đầu tư. Đó là những con giáp. Đầu tiên đó là tuổi Thìn. Những chú rồng từ khi sinh ra đã được ban phát cho rất nhiều may mắn, giúp họ có thể dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuổi Thìn sở hữu khả năng tập hợp mọi người và là những người lãnh đạo siêu hạng, sống rất có trách nhiệm với công việc cũng như gia đình. Tuổi Thìn sở hữu trí thông minh hơn người, lại có đầu óc kinh doanh nên hơn ai hết, họ không bao giờ chịu thua kém ai. Vì vậy, trong cuộc sống thì tuổi Thìn luôn cố gắng để kiếm tiền nhờ vào khả năng kinh doanh. Theo tử vi học, tuổi Thìn được xem là những nhà kinh doanh đại tài nhờ sở hữu bộ óc biết phân tích thị trường nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ thuận lợi. Vì vậy mà trong sự nghiệp dễ dàng gặt hái được nhiều thành tựu. Tuổi Thìn luôn cố gắng kiên nhẫn thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Không những kinh doanh giỏi, người tuổi Thìn còn là những người rất tự chủ và mạnh mẽ. Họ rất giỏi và là chuyên gia trong việc lập kế hoạch quản lý sự nghiệp tài chính của mình. Thành công đến sớm là điều hoàn toàn có thể xảy ra đối với tuổi Thìn. Thậm chí sau khi kết hôn, họ sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, sung túc, đủ đầy, không phải lo lắng về tiền bạc. Trong tháng có nhiều cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng, nhất là người làm kinh doanh sẽ có quý nhân ở bên trợ giúp. Nhờ thế mà chuyện làm ăn thuận lợi suôn sẻ. Cùng đà phát triển này, bản mệnh có thể thực hiện kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh của mình thoải mái. Nhiều các tinh cho thấy quý nhân vào những ngày cuối tháng 5 âm lịch của tuổi Thìn đa phần sẽ là nữ mệnh, cũng có được nhiều sự trợ giúp hơn hẳn so với con giáp này luôn. Theo tử vi năm 2020 thì 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch tuổi Thìn nhận thấy rằng tài vận may mắn kinh doanh của con giáp này cực tốt, không phải nhờ may mắn mà có, chính là nhờ sự nỗ lực của bản thân nên bản mệnh đã giành được sự ưu ái, tiền tài tăng lên nhanh chóng mà vẫn bền vững. Bước sang cuối tháng thì chuyện kinh doanh của tuổi Thìn cực kỳ phát triển, tiền bạc về nhà nhiều như nước. Lúc này thì yếu tố may mắn sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần hốt vàng hốt bạc. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch nhận định rằng tuổi Thìn có một vài mức tài vận khá là tốt, có thu có chi nhưng đa phần thu về nhiều hơn là chi. Cũng do đó mà chất lượng đời sống của tuổi này tăng cao, chi phí phát sinh cũng ngày càng nhiều. Bản mệnh vẫn cần phải chú trọng tích lũy và chi tiêu tiết kiệm. Dù túi tiền có dày đến mấy mà chỉ có chi không có thu vào thì cũng có ngày cạn kiệt. Tuy nhiên trong tháng này thì dễ gặp phải rắc rối khi mà bị tiểu nhân quấy phá. Có tiền thì cũng nên khiêm nhường, không nên khoe khoang quá mức tránh gây hại cho bản thân. Để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh sự nghiệp, những gia chủ tuổi Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông tốt lành. Tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất thì nắm giữ một khả năng thiên bẩm về quản lý tài chính, họ có thể cân đối hài hòa giữa chi và tiêu, nên kể cả khi gặp khó khăn thì họ ít khi rơi vào tình trạng cháy túi. Những gia chủ tuổi Tuất sẽ có một khoảng thời gian cuối tháng khá là thuận lợi. Trên mọi phương diện kinh doanh, tài lộc sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy năng lực và tài hoa của mình trong sự nghiệp. Đặc biệt, nếu làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư, bạn dễ dàng được thăng chức, tăng lương, nguồn thu nhập cũng khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy nhiên thì con giáp này cần phải chú ý, trong cuối tháng này, vận may của tuổi Tuất chỉ cao trong cuộc sống hay là trong sự nghiệp, cần phải chủ động tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Lúc đó, quý nhân mới xuất hiện, vận may tự động đến với bạn. Người tuổi Tuất là người có đầu óc kinh tế, tư duy linh hoạt, nhận diện và hành động nhanh nhẹn khi mà thời cơ làm giàu đến.
họ rất lạc quan và là bậc thầy cao trong việc giới thiệu sản phẩm. Tài hùng biện của họ có thể chiếm được cảm tình của người tiêu dùng và thường khiến cho người ta không cưỡng lại được sức lôi cuốn. Nhờ thế mà tài lộc của họ không ngừng phất lên trông thấy. Tuổi Tuất thì đa số là những người chặt chẽ về tiền bạc, họ ít khi phung phí vào những khoản chi tiêu vô bổ, là những người sống rất thực tế, cái gì thực sự cần thiết cho nhu cầu cuộc sống họ mới sắm sửa, còn xét thấy không cần thiết thì sẽ không bao giờ mở hầu bao. Vận tài lộc của tuổi Tuất khởi sắc trong tháng 5 âm lịch. Xem tử vi cho thấy công việc tiến triển tốt, thu nhập cao, giàu có bất ngờ. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thật sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này chuyện làm ăn có bề vất lên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Tuy nhiên thì bản thân tuổi Tuất cũng có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải chi tiêu tiền bạc cho người thân, bạn bè, chứ không phải bản thân mình. Bạn cũng quý trọng tiền bạc nhưng có những chuyện không tiêu pha thì không được. Tiếp theo đó là tuổi Sửu. Người tuổi Sửu thường sống rất ngay thẳng, chịu thương, chịu khó, có lòng kiên nhẫn cao. Nhờ sự siêng năng cộng với may mắn, họ dễ dàng kiếm được một khoản tiền bằng việc đầu tư kinh doanh. Đồng thời, sẽ có thêm những hiểu biết độc đáo về đầu tư và quản lý tài chính từ một nửa kia của mình. Họ thích triển khai các dự án có quy mô nhỏ nhưng có thể mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Những người tuổi Sửu sinh vào ban ngày sẽ trầm tính, còn người sinh vào ban đêm lại năng động và siêng năng hơn. Người tuổi Sửu không cần phải quá lo lắng bởi vận trình của bạn khá là lý tưởng. Con giáp này ngồi không cũng có người mang cơ hội kiếm tiền đến tận tay. Đặc biệt, điềm báo tử vi vào 10 ngày cuối tháng 5 2020 là thời điểm những chú trâu cực kỳ may mắn. Tài lộc luôn đến bất ngờ vào những lúc, những nơi bạn sẽ chẳng thể ngờ tới. Sẽ có khá nhiều tiền bạc mà con giáp này thu được nhờ may mắn như trúng thưởng, thậm chí là chơi lô đề cờ bạc phi pháp mà có. Trong số 12 con giáp thì bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh, thu được lợi nhuận khá lớn về tay. Càng dấn thân dám nghĩ dám làm thì thành công có được càng to lớn. Trong cuối tháng, thủy khí vượng, nếu làm ăn kinh doanh có liên quan đến yếu tố nước sẽ suôn sẻ thuận lợi hơn là bình thường, cơ hội phát tài cũng sẽ cao hơn. Con giáp này được lục hợp quý nhân che chở và giúp đỡ, tạo điều kiện tìm thấy cơ hội kiếm tiền hiếm có mà không phải ai cũng có may mắn ấy. Thời điểm này, nếu có tiền bạc dư dôi thì nên tập trung đầu tư vào các dự án lớn sẽ có lợi hơn. Tất nhiên, trước khi làm bất cứ việc gì đều cần phải tìm hiểu thông tin cẩn thận. Dù sao thì cẩn tắc vô áy náy, đừng thấy mình may mắn mà chủ quan. Con giáp này nên dành thời gian để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Chuyện kiếm tiền không chỉ phụ thuộc vào hoàn toàn may mắn, nếu nghĩ thế thì sai lầm ngay bước đầu. Nhưng không phải vì kiếm tiền dễ mà không biết quý trọng giá trị, trái lại tuổi Sửu lại rất có ý thức trong việc tiêu tiền. Họ có khả năng quản lý tài chính đáng nể, đối với họ tiền bạc phải rõ ràng rành mạch. Sau khi kết hôn, khả năng quản lý điều tiết tài chính của những người tuổi Sửu sẽ càng hoàn thiện hơn. Xem tử vi tài lộc của tuổi Sửu cuối tháng 5 âm lịch, các khoản đầu tư và những lĩnh vực có liên quan đến yếu tố thủy sẽ dễ kiếm tiền hơn. Đó là trong năm thủy khí đương vượng, tận dụng được kiến thức về ngũ hành sẽ giúp bạn khá nhiều trên chặng đường tìm kiếm tài lộc. Trong tháng hoạnh tài khá lớn, thậm chí có một số bạn sẽ tính đến chuyện lách luật để kiếm tiền. Với vận may mà con giáp này có được trong cuối tháng, mọi chuyện có thể êm xuôi chót lọt nhưng đừng quên của thiên trả địa. Dù làm kinh doanh thì cũng nên lành mạnh, làm ăn thiện đức mới mong cầu thuận buồm xuôi gió. Tuổi Mùi. Hầu hết những người tuổi Mùi được sinh ra trong những gia đình có xuất phát điểm tốt hơn những người khác, nhờ được sinh ra trong một môi trường rất tốt nên đa số tuổi Mùi sẽ có đầu óc cởi mở, tư duy làm ăn thông thoáng và được phù hợp với công việc của mình. Người tuổi Mùi thì bên ngoài nhỏ nhẹ nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ, trọng tình trọng nghĩa, thích giúp đỡ người khác. Vì vậy mà cuộc sống luôn có quý nhân phù trợ. Với lối tư duy tân tiến hiện đại, tuổi Mùi luôn thích trải nghiệm với các dự án đầu tư mới để tăng kinh nghiệm và khả năng học hỏi của mình. Xem tử vi năm 2020 tháng 5 âm lịch, do có thiên tài chiếu mệnh nên việc làm ăn của tuổi Mùi diễn ra khá là thuận lợi, đặc biệt nếu làm trong các lĩnh vực như tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc thực phẩm. Các quyết định đầu tư của bản mệnh thường khá là chính xác, mang lại nguồn thu, dù không dồi dào thì cũng đủ để bạn có cuộc sống sung túc, không cần phải lo lắng nhiều đến việc chi tiêu. Đối với những người làm buôn bán cũng có một khoảng thời gian làm ăn thuận lợi, chỉ cần giữ được chữ tín thì bạn sẽ nhận được sự tin tưởng của đa số khách hàng, khiến việc buôn bán đi vào guồng và phát triển thuận lợi.
Tuy nhiên, trong làm ăn hay kinh doanh, bản mệnh cũng nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên có những quyết định nóng vội chỉ ham những lợi ích trước mắt. Bởi sự tham lam có thể đẩy bạn rơi vào hoàn cảnh tài chính thất thoát, làm ăn thua lỗ, thậm chí là phá sản. Bên cạnh đó, cuộc sống hàng ngày cũng cần chú ý đến hoạt động thu chi, không nên vì có tiền mà chi tiêu bạt mạng, dành tiền vào những mục đích không cần thiết. Hãy luôn chú ý dành một khoản cố định để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý anh chị và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng mệnh là do trời định, là do gieo nhân quả từ những kiếp trước mang lại không thể thay đổi. Vận là vận thế, nếu biết sống tốt, thiện lương thì bạn có thể thay đổi và tiến bước đến với kết quả viên mãn hạnh phúc. Và nếu bạn là con giáp may mắn bên trên thì xin được chúc mừng bạn, hãy cố gắng phát huy tài lộc, công danh, tình cảm. Và còn có thể viên mãn hơn nữa, nếu là con giáp xui xẻo trong tháng này thì đừng vội buồn bã, có thể vận mệnh sẽ xoay chuyển bất ngờ. Cuộc sống khó nói trước được điều gì, nên một lần nữa tôi muốn nhắn đến quý vị và các bạn, hãy sống thiện lương, cố gắng không ngừng, thành công, hạnh phúc, may mắn sẽ tự khắc theo đuổi bạn. Trong tháng 5 âm lịch, tài lộc của tuổi này thì không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương thì cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh thì bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Trong tháng này, những chú dê có nguồn thu nhập khá dồi dào, làm việc tốt, dễ có cơ hội được thăng chức, tăng lương trong tháng 5 âm lịch. Còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, thực sự chăm chỉ làm việc hết mình thì chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này nếu biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đà quá mức, thì luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Tuổi Hợi. Những ngày cuối tháng này, tuổi Hợi gặp khá là nhiều may mắn trong cuộc sống, hơn nữa đường tài vận cũng có những điểm sáng nhất định, mọi sự gặp hung hóa cát. Nhìn chung cuộc đời người cầm tinh con giáp này khá là đầy đủ viên mãn, đặc biệt khi về già, 10 ngày tới họ cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc trời ban, vận may tới ào ào giúp cho chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí sự thành công viên mãn của con giáp này có thể khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Tuổi Hợi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên thì bản mệnh dễ vướng phải chuyện cạnh tranh thị phi, khả năng cạnh tranh không lành mạnh nên khó chiếm được ưu thế trong công việc, dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Thêm vào đó thì tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối nên bản mệnh khó đạt được bước tiến trong sự nghiệp, cơ hội thăng chức, tăng lương gần như nằm ngoài tầm với. Lời khuyên cho con giáp này đó là không nên hành động theo cảm tính, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời hoặc làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân, biết cách hành xử khéo léo, khiêm tốn để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Để giúp cho các gia chủ hóa giải được thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công, thuận lợi trong cuộc sống. Nếu thấy video này hay, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chương trình và để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Chúc quý anh chị luôn may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.